Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Chúng con có hai câu hỏi nhờ thầy chỉ dạy. Một, trong đám ma con thấy các Phật tử hay trèo đò, như vậy có đúng với Phật pháp không ạ? Trèo đò thế nào? Ở đây á thì chúng ta biết Phật pháp á, có những Phật pháp là để dẫn đạo, có những Phật pháp là để hướng đạo, và có những Phật pháp là để gì? Để tu đạo. Giáo pháp của Đức Phật là dành cho rất nhiều các đối tượng học Phật. Ví dụ hướng đạo, giáo pháp của Đức Phật hướng đạo là sao? Đó là chỉ dành cho những người mà gọi là họ chưa thực sự mà có thời gian để nghiên cứu, để tìm hiểu và để tu tập ở trong cái chính pháp của Đức Phật. Thì đây gọi là gì? Dẫn đạo, tức là hướng dẫn, giúp đỡ, đưa cho họ gì vào cái con đường học Phật thôi, gọi là hướng đạo đó. Hướng đạo chứ chưa phải là dẫn đạo thì còn cao hơn một bậc. Đây gọi là hướng đạo, dành cho cái nhóm Phật tử gọi là hướng đạo. Hướng tức là hướng đến gì? Hướng đến đạo Phật, hướng đến chính pháp của Đức Như Lai. Dần dần bảo họ tu ngay thì chưa, bảo họ tụng kinh niệm Phật, bảo họ trì trai dư giới, bảo họ ăn chay thì rất khó. Cho nên chúng ta thấy này, nhà Phật của chúng ta rất là uyển chuyển và rất là hài hòa lại như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy là ở các nông thôn, các vùng nông thôn, đặc biệt là các chùa ở miền Bắc của chúng ta này, các vùng nông thôn chúng ta thấy đám ma nào mà đi bên lương thì thường thường là cũng có các vãi, các già các vãi là gì? Cầm cái gì? Cái phướn dài gọi là cái cầu gọi là bắc cầu khoảng độ mấy chục vãi, mấy chục cụ đi. Đầu tiên là các cụ đi là cầm phướn nhỏ, vài cụ xong rồi cầm cái gì? Cái phướn dài. Cái phướn dài đó gọi là cái cầu bắc cầu cái cầu các cụ đi vừa niệm, vừa đi vừa đọc những cái bài hạnh, bài kệ. Mà những cái bài hạnh, bài kệ đấy ngày xưa thầy đi học học viện đấy cũng gì cũng học qua rồi. Tất nhiên nó có nhiều các bài hạnh, bài kệ khác nhau, mỗi vùng một khác. Ví dụ ở Hà Tây cũ thì các cụ, các già, các vãi ở cái mạn ở dưới gọi là khu vực Thường Tín, Phú Xuyên dọc dọc lên chỗ chỗ Võ Lăng, khu đấy gọi là gì nhỉ, huyện gì đấy, Thanh Oai đấy, cái khu vực đó thì các già các vãi thì lại hay một cái bài kệ giống nhau. Nhưng cái mạn mà ở từ Hoài Đức lên Đan Phượng, Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì thì các cụ, các già, các vãi lại hay có những cái bài kệ giống nhau. Ngày xưa các thầy đi học nghiên cứu, mà cái mạn ở phía bên Gia Lâm, Đông Anh cho đến Sóc Sơn thì các cụ, các già, các vãi lại có những cái bài hạnh, bài kệ khác nhau. Các cụ kể cả có cái mời chầu này, mời nước này, rồi bài kệ vào chùa này, rồi bài kệ cúng cháo, mời cháo này, vân vân, nhiều lắm. Cái bài kệ rất là hay. Cái bài kệ của các cụ ngày xưa, các cụ ấy tham khảo chắc chắn là cũng phải do những cái người mà có trình độ Phật pháp rất sâu mới có thể viết được những cái bài hạnh, bài kệ ấy cho các Phật tử, các già, các vãi là đọc tụng với nhau. Mà cái bài hạnh, bài kệ nó thường là theo cái thể thơ là gì? Lục bát. Theo thể thơ lục bát nó rất là dễ đọc, tức là kiểu như truyền kiều đấy, rất dễ đọc. Cho nên ở đây phải nói với các vị nói là cái vị hỏi rằng đi đám ma thấy các Phật tử hay trèo đò có phải là Phật pháp không, thì xin thưa với các vị nói là gì? Đây chính là Phật pháp gọi là hướng đạo cho nhân dân, tức là hướng họ thôi. Chứ còn bảo Phật pháp những cái lời đó có phải tính chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra không, bảo chắc chắn là không rồi. Vì đó chính là gì? Do có thể là do các Phật tử
hoặc là do các quý thầy ở nhiều trăm năm trước các thầy viết ra, có thể là có những bài kệ mới gần đây. Nhưng cái này chắc chắn rằng nó được xuất hiện ở Việt Nam chúng ta. Ngày xưa chúng tôi đi học và nghiên cứu, xuất hiện ở Việt Nam chúng ta được khoảng cuối thời nhà Trần sang thời Hậu Lê. Thì những cái bài hạnh kệ này, trèo đò này, rồi bắc cầu này, vân vân đó, rồi mời chầu mời nước của các vãi, các già các vãi, những bài hạnh kệ đó nó xuất hiện từ thời, đặc biệt là thời Hậu Lê và sang thời nhà Nguyễn sau này. Đây là những cái nguồn gốc mà ngày xưa các thầy đi học có nghiên cứu thấy các cụ với các thầy, các nhà nghiên cứu, các giáo sư sử học, các nhà nghiên cứu, các thầy ấy truyền lại như thế. Thế cho nên ở đây thì cũng có thể nói thì đây cũng là cái phương tiện dẫn dắt cho người dân họ vào đạo vậy. Chúng ta còn hơn cái lúc đó đi đám ma mà các cụ trèo đò, các cụ đọc những cái bài hạnh, bài kệ khuyên người niệm Phật, khuyên người bỏ ác, làm lành lánh dữ hành thiện, nó còn tốt hơn là lúc đó thì cứ để cho các cụ nói chuyện rôm rả, cười cười, nói ngoài đường như đúng không? Gia đình họ có người mất, họ đau khổ, héo hon, các Phật tử vừa đi vừa nói chuyện đi ra cái gì? Nay các cụ vừa đi vừa đọc kệ, lại cứ một cụ đọc cái kệ, đọc một bài kệ xong á, tất cả lại con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay chứ? Không, cái cách đọc kệ như thế. Và một cụ đọc này là ví dụ như là vong ơi tôi báo vong này A Di Đà Phật, đấy cứ như thế. Vong đi đến cửa Phật đài, vong theo A Di Đà Phật, cái kiểu như thế. Một người đọc xong rồi tất cả các cụ theo là A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, có nơi thì niệm cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng hay mà. Mà trong cái lúc chúng ta biết kiểu như là đang chết đuối như vậy mà vớ được cái cây cọc thì có phải tốt không? Tốt chứ. Thần thức của cái người mới mất ấy, lúc đó họ đang lo sợ, đối trước cái định nghiệp của họ đang lo sợ, mà gặp được các già, các vái, các Phật tử nhất một lòng, tôi không biết là nhất tâm hay chưa thì chưa biết, nhưng mà dù sao các cụ cũng được câu niệm Phật cho rồi. Lúc đó là vong nghe đấy, cái câu niệm Phật ấy, nương vào câu Phật hiệu ấy, giống như cái người gì, chết đuối bớ vớ được cái gì? Cái cọc, họ cứ ôm chặt vào đó. Vậy như vậy á, chúng ta thấy có lợi ích không? Có lợi ích. Có công đức không? Có công đức. Đó có phải là việc tốt không? Đó là việc tốt. Mà việc tốt thì có phải là việc Phật không? Là việc Phật. Đấy. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo uyển chuyển ở trong lòng dân tộc là như thế. Ở trong cái đời sống văn hóa của người Việt của chúng ta như thế. Một số các quý thầy trẻ trẻ bây giờ học ra trường chưa có những cái kinh nghiệm thực tiễn, hoặc là cố tình không muốn lấy những kinh nghiệm thực tiễn ở trong dân gian, trong cái văn hóa dân tộc của chúng ta để hoằng pháp lợi sinh. Đi nói rằng tất cả những cái đó là cho là mê tín dị đoan, cho là gì ạ, là không phải là Phật Pháp. Như vậy là hỏng rồi. Chúng ta biết Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái nét đặc trưng, có những cái nét đặc trưng thù thắng, có thể nói thì rất là tốt để cho chúng ta gì, chúng ta đưa Phật Pháp vào trong dân tộc. Mà đấy chính là một trong những cái nét gì, nét văn hóa Phật giáo du nhập vào gì ạ, vào đời sống của gì, của nhân dân, các tầng lớp nhân dân đó. Đây bây giờ bảo các cụ, các già, các vãi học thuộc bài kinh A Di Đà, các cụ vãi không biết đọc biết viết còn lâu mới thuộc được, nhưng bảo học các cụ vào học kệ như thế, cứ vong ơi tôi báo vong này các cụ học có hai ba gì, hai ba lần là các cụ thuộc ngay đấy. Từ bi sám hối đêm ngày tâm an kiểu nó như thế. Cái kiểu của các cụ ngày xưa đâu, thầy nhớ là ngày xưa những cái ngày xưa đi học học viện nó cũng có nghiên cứu về cái này, kiểu thế đấy. Các cụ đi trèo đò thường ấy, có những nơi đọc cái bài vong ơi tôi báo vong này,
tụng kinh sám hối đêm ngày tâm an hay là đêm ngày cho an. Đấy.